Chào ông bà cô chú. Chào buổi sáng cả nhà. Chào buổi sáng cả nhà. Ừ. Mở mắt dậy ở một nơi rất là xa lắm. Mình đang ở chỗ nào? Voi em đi nữa. Barcelona. Ông nội. Ông chồng. Tại vì có người bạn á kêu bị nhầm chữ N chữ L đó cả nhà. Ông chồng nó kêu Barcelona. Bây giờ là sáng ngày hôm nay vừa mới ăn sáng xong rồi thì bây giờ nhà dịch sẽ lên đường để đi khám phá Barcelona. Ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng nhà dịch đi khám phá nha. Let's go! Đây là cái thang máy mà rất là cổ nè cả nhà mình ơi. Trước giờ là chỉ toàn là thấy cái thang máy này ở trong phim, mấy cái phim mà bên nước Anh, mấy phim hồi xưa rồi thôi. Bây giờ mới được đi cái thang máy này. Mấy bạn nhỏ nó rất là háo hức. Nhưng mà nó nhỏ xíu à. Lắc tắt ha, không. Rồi xong, nhưng mà con phải đóng cái cửa này lại. Phải đóng cái cửa này lại nè, xong sau đó con mới ủa lộn. Đóng cái cửa ngoài đây trước. Nè đó, đóng cái cửa này lại như vậy. Rồi xong rồi sau đó đóng cái này lại. Rồi con mới đóng trong cái nút này đó, thấy không? Bây giờ đi xuống này cả nhà mình ơi. Sophia với lại anh Mít ở đây đi bộ còn nhanh hơn là đi thang máy nữa. Chị hai đi đâu vậy? À quên, ở đây nó chỉ đi tới cái khúc này thôi, còn đi ra ngoài đường thì phải đi xuống thêm một bậc nữa. Đi lên đi Papa. Anh mất đeo ba lô ngược đó. Dạ, dạ, dạ bé. Đó, mình phải đóng cái cửa lại như vậy để người khác khi người ta đi á, người ta ra cần đi á thì người ta có thể đi xuống cầu thang máy được. Nghe đồn là ở bên Tây Ban Nha cũng có cướp giật, cũng có móc túi nữa, cho nên á hả anh mất ảnh sợ, ảnh đeo cái ba lô ngược luôn á cả nhà mình. Trời hôm nay rất là mát luôn á cả nhà mình ơi, thì 10-15 độ, sáng giờ mưa nhưng mà bây giờ là hết mưa rồi. Ở chỗ này, khu này nó có mấy cái cây á, nhìn lạ quá cả nhà mình. Cái cây nó màu trắng, trắng tinh, nó trơn luôn vậy, nó còn xương không à. Mỗi một cái góc thành phố nó có một cái cây bông hoa màu tím này nè, đẹp ghê luôn á. Cái không khí hoàn toàn khác với lại ở Thụy Điển luôn á cả nhà mình. Thì ta nói hả, Thụy Điển bây giờ đang lạnh lắm, nhưng mà qua bên đây thì mình không có thấy lạnh. Mặc dù là những người Tây Ban Nha khác người ta bận áo ấm vô rất là nhiều nha, nhưng mà đối với mình thì mình thấy không lạnh một chút xíu nào. Cái sáng ngày hôm nay á, là mưa xong bây giờ là hết mưa rồi, trời rất là mát mẻ nha. Mà cái mùi á, cảm giác giống như cái mùi ở ngoài Sài Gòn á, hồi những năm mà 2010 rồi đó cả nhà. Tự nhiên cảm thấy giống như là đang ở Việt Nam vậy, chứ không phải là đang ở nước ngoài nữa. Julia. Sophia đó nói cái mùi giống Việt Nam đó ông bà cô chú anh chị ơi. Tại vì nãy mới đi ngang qua cái chỗ kia đó, xong có cái cô kia cổ rốt nhang, cổ rốt cái nhang trầm á. Nghe mùi y chang như lúc mà Tết mà đi về Việt Nam mà đi chùa đó, nghe cái mùi đốt nhang á. Sao chỗ này nhiều người quá vậy ta? Rất là đông người luôn. Ủa đây là cái gì vậy? Ở đây là cái khu... Vậy đó. We think of the Gaudi. Gaudi? Vad är det för något? Hans Marita, allting är det bara så. Aha. En väldigt speciell stil. Ja. Titta på huset också. Det är som att det flyter. Ja. Cái nhà này là có cái nhà đặc biệt kìa đó cả nhà mình. À, cái kiến trúc xây nó cũng khá là lạ, để mình đi qua bên đây mình quay cho cả nhà xem nha. À, thì ra đây là cái tòa nhà được thiết kế bởi nhà kiến trúc sư khá là nổi tiếng của Tây Ban Nha tên là Antoni Gaudi á cả nhà mình. Thì ông là một cái nhà kiến trúc sư đi theo cái trường phái tân nghệ thuật. Cái tòa nhà này bây giờ trở thành cái viện bảo tàng rồi. Rất là đông người luôn cả nhà ơi, người ta đang chuẩn bị để người ta đi xếp hàng để đi vô trong đó đó. Thì Lít là thì Lít đi ngồi trên cổ ba, cho nên thì Lít thấy được hết tất cả. Lít chào ông bà cô chú em. Hả? Alice nó nói là nãy
mình đi với lại mấy chị hai chị ba đi bên đây để quay cái nhà này nè, cho nên nó hả anh mất, anh không có thấy mình đâu hết. Anh lý nó đứng ở trên cao, nó thấy, nó nói là con thấy mẹ nó chỉ cho. Chị hai thấy cái nhà đó đẹp không, đẹp không? Không đẹp hả? Ờ, Blue Eagle Claw. Ôi ơi, ngon quá. Vô hôm nay là quá đã luôn rồi, ông bà cô chú anh chị ơi. Blue Eagle, Blue đâu mà không thấy Blue Eagle. À, Blue Alice, Alice nó không thấy đâu bà cô chú anh chị ơi. Alice nó chạy. Chị hai chị ba khoe cho nên em biết em chạy đi em coi nè ông bà cô chú anh chị ơi. Con khó đó. Đang đi dạo một vòng á thì đi tới cái chỗ này thấy giống như là một cái chợ vậy đó cả nhà mình. Thì bây giờ hả nhà dịch sẽ đi vô trong đây xem coi trong đây nó có bán cái gì không á. Coi chừng té đó, con đi đó coi chừng té đó. Ở bên đây bán rất là nhiều mấy cái hoa đó cả nhà, đẹp lắm luôn á. Kiểu bên đây thời tiết bây giờ hiện đang chợ này giống như mấy 20 độ á, rất là Salu Hà Lan là tốt. Ở với Boy ở Thụy Điển á thì cũng bán nhiều thứ ở trong này, bán thịt, bán trứng, bán đủ thứ hết nè. Đi vô trong đây có cái chỗ chơi thú nhúng á, xong mà Alice nó bị dính vô trong đây rồi, giờ anh mới rảnh phải đi qua bên đây anh mua cái nước ép trái cây á để dư ra cái tiền tiền cắt tiền lẻ để bỏ vô đây cho ba chị ngồi chơi. Wait a for smart you good ba. À cái này là trái dâu, trái dâu với lại chuối. Mời bà cô chú uống. Mẹ bà chú uống. Ngon không chị hai? Are they good, Alice? Sao thấy có vẻ như không có lạnh vậy? Mời cả nhà. Ngon. Tính đi vô đây coi có cái đồ mua sẵn nào không ăn ở cả nhà mình, nhưng mà toàn là thịt không à. Thì thôi bây giờ đi ra ngoài, đi kiếm cái chỗ nào đó sẽ ăn trưa, với lại sẽ đi đến cái nhà thờ nổi tiếng ở chỗ này. Ăn kem hả? Đợi chút đi, mình ăn trưa xong rồi mình ăn kem sao? Tới giờ trưa rồi đó cả nhà, cho nên nhà dịch mới đi ngang qua bên đây nè, sẽ đi vô trong đây ăn cái món này. Thì đi đến Tây Ban Nha là có cái món cơm này với lại hải sản á, thì cho nên mình muốn ăn cái cơm với hải sản thì chọn cái phần này rất là rẻ nha, 450 đồng cho cả gia đình luôn. Nhà hàng rất là nhỏ xinh. Kêu một cái phần ăn combo đó đó cả nhà, thì có một cái bình rượu như thế này nè. Thì cái này là nó có rượu cho nên mấy bạn nhỏ không có uống được. Này là chỉ có một mình, hai đứa mình uống thôi, cho mấy đứa nhỏ nó uống nước ngọt. Cảm ơn anh yêu. Đây nè cả nhà mình ơi, đồ ăn ra rồi nè. Nó hơi nhỏ một chút xíu. Mình cứ nghĩ là nó to lắm nhưng mà hơi nhỏ một tí. Nhưng mà không sao, ăn thử nó ngon, nhỏ cũng không sao. Cái anh phục vụ rất là dễ thương luôn á, vui vẻ lắm, nhưng mà lịch sự cho nên em thôi không có quay. Thì bây giờ mình nặng một miếng chanh. Giờ mình nặng một miếng chanh thôi trước khi mình ăn cái món này. Đây là salad. Con ăn thử, ok con. Mẹ con ăn thử. Mẹ con ăn thử. Dạ dạ dạ, đợi mẹ chút con. Cái nấm này là chỉ có một mình với lại anh Mít ăn thôi à, mấy đứa nhỏ nó không có biết ăn cái nấm đâu. Lý tự xử luôn á. Nè. Nè, lấy thêm miếng cơm vô nữa. Sữa.
Rồi mẹ sắn ra, mẹ sắn ra cho lít dễ ăn. Cái này là con mực. Thổi đi, thổi đi, nó hơi nóng. Lua xả. Sao, ngon không? Ôi, lít biết ăn mực luôn bà cô chú anh chị ơi. À, lít nó đĩa cái con vẹm xanh của chị hai kìa. Lít muốn ăn cái gì? Ở nhà cho lít ăn tôm, lít không biết ăn tôm mà đi qua bên đây có một con tôm mới lít đòi ăn. Ok, ok. Ngon mà lít? Ngon không? What did you do, Papa? Smoke a small lid. Ingen dắt tới special quá. Đồ ăn ăn cũng ok á, cả nhà mình cũng. Julia con ăn, Sophia con ăn, con thấy sao? Có ngon không? Sao tự nhiên đi ra đây đi chơi, nãy giờ đi bộ nhiều quá cho nên mấy bạn nhỏ đói bụng á, rau đồ này kia ăn hết luôn đó bà cô chú anh chị ơi. Julia cũng ăn luôn, ở Thụy Điển Julia không ăn tôm mà qua đây Julia mê tôm, Julia cắn tôm ăn luôn. Cái anh nhân viên ở trong nhà hàng á rất là dễ thương, vui vẻ luôn. Bây giờ ăn xong rồi bây giờ mình sẽ đi đến địa điểm khác. Nè, sớ lửa đi con, mấy cái này nè đẹp quá nè. Con lựa coi cái nào. Mua đem về tặng cho ông bà nội nữa. Ok, ta. Thôi đèn. Dắt ta. Giờ đây mẹ mà lấy cho. Can we shop by em trên phần mũ phà phà ốc xôi. Đó. Vì cánh đỏ. Ok. Thì dắt. Vì cánh thôi em xanh hát rồi. Mình lấy hai cái thôi. Con muốn có một cái nữa hả? Mấy bạn nhỏ này nó đi qua đây nó bây giờ nó đòi cái đồ móc vô trong cái giỏ. Mẹ không biết con có lựa đi, con thích cái này con lấy cái đó đi. Xong rồi nè, mua 4-5 cái tiếp ta. We can do tour. Are you? Yes. Your dress look like this. Your dress. Din cleaning. Look like this. Yeah. Beautiful like this. Yeah. Nãy giờ hứa với mấy đứa nhỏ đó là ăn trưa xong thì sẽ được ăn kem. Thì bây giờ anh mới rảnh tìm ra được cái tiệm bán kem ở đây nè cả nhà mình. Thì cái tiệm này theo như ở trên Google được đánh giá là 5 sao. Thì bây giờ nhà dịch sẽ đi vô trong đây mua thử cái kem. Còn Thị Lít đi tới đây thì bị dính vô trong cái chiếc xe này rồi. Đi mua kem ăn nè, Alice, Viro Glass. Bây giờ sẽ đi vô đây mua kem nè. Sao? Hola. Đây có rất là nhiều loại kem. Con mua kem nào? Viro Vanille. Này. Số à. Bây giờ ngồi ngoài đây ăn luôn cả nhà ơi. Trời rất là ấm nha, mà mát nữa. Anh mới đánh mua cái bánh crepes. Anh ăn. Còn mấy bạn nhỏ thì ăn kem. Alice không chịu ăn kem, không chịu ăn gì hết luôn. Đồ ăn ra tới rồi cả nhà ơi. Alice uống nước ép táo. Này, Kevin cho họ. Không uống cà phê đâu, cà phê đó nó mạnh quá. Nắng lên rồi cả nhà mình ơi, ngồi ở đây ăn kem, uống cà phê với lại ăn bánh đó, rất là gọi là lý tưởng luôn. Này, đây em lắm đỡ. Trên cái mùa này là có cái trái cherry nè,
Một cây kem như vậy á, có hai cục á, là 4 euro nha cả nhà mình. Anh mới đang kêu cái bánh crepe gì mà có chút xíu à, cả nhà mình có tí tẹo à, xong có mấy cái trái chuối ở trên nữa. Yeah. Anh mới đánh bó tay. Bây giờ đi hôm nay mua trà sữa cho mấy bạn nhỏ uống nào, bà cô chú anh chị á. Vui quá ông bà cô chú anh chị ơi, nắng lên rồi. Khi mà đến Tây Ban Nha du lịch thì mình phát hiện ra một điều khá là thú vị là người Tây Ban Nha có cái thời gian sinh hoạt khá là trễ so với những cái nước khác các cả nhà mình. Nhà hàng mở cửa lúc 1 giờ trưa nha, phục vụ cho đến tùy nhà hàng, có khi 4 giờ, có khi 5 giờ đóng cửa rồi. Sau đó thì người ta mở lại vào lúc 8 giờ tối đến 12 giờ đêm. Cái đó là ngày thường đó nha. So với Thụy Điển thì Thụy Điển buổi tối chỉ mở cho đến khoảng tầm, có nhiều nhà hàng khoảng tầm 9 giờ là đóng cửa rồi, dẹp hết rồi. Chỉ có cuối tuần thôi mới phục vụ cho đến khoảng tầm 10 giờ, 11 giờ đêm. Đi từ nãy nó giờ mệt quá luôn rồi, anh mới nói anh nếu mà đi cái đường metro á thì rất là nhanh, nhưng mà do là nhà dịch muốn đi bộ đi dạo ngắm thành phố á cho nên đi hơi lâu chút xíu thì đã đến cái nhà thờ này rồi. Nhưng mà sao hình như cái lần nào cũng vậy, bữa đi Đức á, đi đến cái chỗ mà nổi tiếng á thì cũng đang sửa chữa, cũng đang xây từ mâm tà la hết trơn. Ngày hôm nay ở đây cũng sửa chữa. Ở đây có cái công viên ngay trước cái nhà thờ á, có con đường đi vô ở đây nè cả nhà mình. Thì anh Mít ảnh muốn đi vô để mình xem coi cái vé đi vô trong cái nhà thờ này là bao nhiêu, có phải mua vé không. Con đường đi vô rất là lãng mạn nha, có điều nó hơi bị bị nước một chút xíu tại vì trời mưa từ bữa tới giờ á. Ở trong đây có mấy cái hàng cây màu tím đẹp quá cả nhà mình ơi, rất là lãng mạn luôn. Ở Thụy Điển thì chưa vô mùa hoa anh đào, nhưng mà ở bên Barcelona thì nó có cái mùa hoa tím này, nhìn đẹp tuyệt vời. Ở đây có rất là nhiều mấy con bồ câu, Julia nó mê bồ câu dữ lắm. À quên kể cho cả nhà mình nghe cái chuyện này, lúc nãy á, là mình với anh Mít đó đứng xếp hàng để tính mua vé để đi vô tham quan cái nhà thờ này nè. Nhưng mà phía ngoài á, đông lắm, người ta xếp hàng đông á, xong có một cái chị du khách kia bị móc túi, mất bóp với lại mất điện thoại á, cho nên thôi sợ quá. Nhà dịch được cho mấy đứa nhỏ chơi ở ngoài với cái bong bóng này đi, không có dám đi vô trong nữa. Ở đây nó móc túi giật đồ nhiều lắm cả nhà mình ơi. Thôi bây giờ chắc nhà dịch cũng xin phép dừng video ngày hôm nay tại đây luôn. Chúc mọi người một buổi tối thật là vui vẻ bên gia đình và bạn bè. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào clip sau.